Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn mê xe, các bạn ghiền xe, các bạn đam mê tốc độ. Mời các bạn theo cái hành trình của mình là sáng đi chiều về. Mình đang ở quốc lộ 81 các bạn. Mình đang chạy hướng từ Châu Đốc về Long Xuyên. Thì trên quốc lộ 91 này thì nói chung là đường cũng dễ chạy, nhưng mà đặc biệt là có đoạn Long Xuyên đó các bạn, thì xe nó rất là đông. Thì xe máy chạy thì cũng thoải mái, nhưng mà ý mình muốn nói là xe hơi á chạy rất là khó các bạn. Khi mà mình vượt xe đó, mình vượt phải thì nó rất khó nha các bạn. Mình thấy thông thoáng là mình mới vượt, vượt trái thì nó dễ hơn. Nhưng mà nó có cái là nếu mà đường thông thoáng mình vượt trái thì nó an toàn. Còn khi mà cái lưu lượng xe ngược chiều nó xuống đông á, vượt trái cũng rất là nguy hiểm. Thì qua cái hành trình đi của mình cũng chia sẻ với các bạn là cách để vượt xe. Thì mình vượt xe đó thì mình đừng có bám đuôi cái xe tải hay là xe khách, mình đừng có bám gần quá các bạn. Gần quá là cái tầm nhìn mình nó, thứ nhất là nó không có, thứ nhì nó rất là nguy hiểm. Khi mà xe lớn nó thắng là mình không có xử lý kịp và mình đuổi đích đó các bạn. Thì với một chiếc xe máy mà xe winner mình đang chạy thì cái sự gia tốc nó rất là mạnh, không có cần mà phải bám đuôi sát các bạn. Xa xa vậy là mình muốn vượt là có thể là mình về số thấp một tí, mình đang đi số 4 thì mình vượt rất là dễ dàng rồi các bạn. Nhất một cái là lên 70 liền đó, thì gia tốc lẹ thì đâu có cần gì mà phải bám đuôi các bạn. Mình ở xa thì tầm nhìn mình nó sẽ thoáng hơn, không bị chạy. Khi mà mình đã bám đuôi cái xe lớn thì cái tầm nhìn mình không có đó. Thì cái cách sử dụng xe của mình là như vậy, vì mình là một người cũng từng lái xe các bạn, mình là tài xế, cho đó là mình rất hiểu cách chạy của những chiếc xe lớn. Mình là xe nhỏ thì mình phải hiểu xe lớn nó chạy như thế nào thì mình muốn vượt thì cũng dễ các bạn. Mình thấy là nhiều bạn vượt xe mà bám đuôi sát quá thì thấy nó rất là nguy hiểm đó. Mình cứ nhá qua nhá lại là mình thấy xe ngược chiều xuống. Và cái xe ngược chiều á, mình thấy nó từ xa là mình đoán được cái tốc độ nó xuống tới mình là tốc độ mình vượt xe là bao nhiêu á, thì nó đủ để mình vượt thì mình cũng vượt. Thì cảm giác đó các bạn, thì cái cảm giác của người tài xế thì nó phán đoán là rất là chính xác. Mình cảm thấy thiếu là mình lùi lại liền. Và những khúc cua cũng vậy đó các bạn, tầm nhìn nếu mà mình thấy thoáng được xa đó, có thể là mình vượt được. Nói chung là chiếc xe winner đó là cái sự gia tốc nó cũng rất là khá, mình thấy nó cũng rất là dễ dàng. Thì thực ra cái hành trình này của mình đi sáng đi chiều về đó, thì nó cũng có cái công việc, cái công việc của mình các bạn, chứ không phải là mình đi chơi chơi. Thực ra thì mình lớn tuổi rồi, nó có nhiều cái bệnh nền đó các bạn, thì mình cũng có hốt thuốc từ thiện của thuốc nam ở Châu Đốc An Giang nè, của ông thầy Tư Ngoan đó các bạn. Thì mình khám bệnh, mình thầy cũng bắt mạch xong ông cho thuốc là uống một ngày một thang, mình ở xa thì ông cho là 30 thang uống trong vòng một tháng tới khám lại. Tức là một tháng là mình sẽ đi khám, mình lấy thuốc một lần. Thì hôm nay là mình xuống mình lấy thuốc các bạn. Rồi mình lấy thuốc xong rồi mình về. Cái hành trình mình đi đó là thành ra là sáng đi chiều về, không có đi chơi. Sẵn mình làm clip mình chia sẻ các bạn luôn. Thì cái hành trình mình đi rất là dài, mình quay phim đó thì
cái đoạn nào mình thích mình quay. Thì hôm nay mình sẽ quay suốt cái hành trình từ ở cái đoạn này là mình về gần tới Lộ Tẻ các bạn. Thì từ cái mình ở huyện Châu Phú á, xuất phát về Châu Phú An Giang các bạn, chưa thẳng là tới Châu Đốc. Thì cái hành trình về tới nhà là khoảng 220 km. Thì mình quay cái đoạn từ Châu Phú mình về hết cái thành phố Long Xuyên. Thành phố Long Xuyên thì nó dài lắm các bạn, nó trên cái trục đường Trần Hưng Đạo nó dài khoảng gần 20 cây số á. Mà nếu mà ai đi xe hơi xe khách đó là ngán nhất là cái đoạn Long Xuyên. Thì cái đường đó thì cho chạy 60 nhưng mà do cái lưu lượng xe nó đông á, nó nối đua chạy thì chỉ chạy được tầm 40-50 nó lại thôi, không chạy được 60, trung bình chạy có 40 thôi do cái lượng xe nó đông á, không có chạy nhanh được. Thì cái đoạn đường dài quá, cái trục đường của thành phố Long Xuyên nó kéo dài cả gần 20 km, do đó là mình đi xe hơi mình đi Châu Đốc rồi đó, mình đi ngang cái đoạn Long Xuyên mình ngán. Khi mà qua được cái thành phố Long Xuyên thì thấy nó khỏe. Xe Winner thì nó 6 cấp số. Nhưng mà mình thường mình chạy, nếu mà mình chạy cái dạng mà các bạn hay gọi là chạy bạo lực đó, chạy hơi nhanh tí á, thì mình hay sử dụng số 4, số 5. Nó gia tốc nó lẹ. Còn đi số 6 là đi cái đường vắng, đường trường, đừng có đi số 6. Thì khi mà các bạn số 5 thì dòng cua nó hơi cao chút, thì nó hơi hao xăng chút, nhưng mà chạy nó sướng lắm. Số 6 thì nó hơi ì. Xe nào cũng vậy, mình chạy nhanh là nó sẽ hao xăng. Bất cứ cái dòng xe nào, của hãng nào, Yamaha hay Suzuki hay Honda, bất cứ xe nào cũng vậy. Đồng thời xe hơi cũng vậy các bạn, mình chạy dòng tốc cao, mình chạy kiểu mình chuyển lên liên tục á, đạp ga nặng chân ga đó thì dòng cua nó lên cao, xe nó bốc thì chạy nó hao xăng. Còn nếu mà chạy riêu 50-60-70 đổ lại đó thì nhiều chân ga đó thì cái nhiên liệu nó không có hao. Nhiều khi cái nhà sản xuất công bố là xe, ví dụ như xe Winner là chạy 60 cây số trên 1 lít xăng á, thực ra mình chạy khoảng chừng 50 cây rồi các bạn. Ít khi nào mình chạy xe mới mua về cũng vậy, chạy 50-60 cây là biết. Thứ nhất là mình đi những cái đường mà trên cao nguyên Lâm Đồng, Đà Lạt rồi đó, là lên dốc lên đèo á, dòng cua nó cao, đi số thấp đó, khoảng 50-40 cây số rồi trên 1 lít xăng. Còn nếu mà mình đi trường mình cũng có thử rồi, mình chạy hết 1 bình xăng luôn á, thì đi đường bằng á, đồng bằng sông Cửu Long á, đi cái dạng mà riêu á, thì được đầy bình xăng, mình đi được 240 cây. Mình đổ tràn bình xăng luôn các bạn, là theo nhà sản xuất nói là bình xăng mình 4,5 lít á, chạy được 240 cây. Còn thường thường mình chạy ngoài 200 cây tí là hết rồi. Nhưng mà mình đi xe đó thì cũng cần một cái xe tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà cũng cần có cái sự gia tốc mạnh đó thì chấp nhận nó hao xăng chạy nó mới đã các bạn. Đây là tới cái ngã ba Lộ Tẻ nè các bạn, rẽ trái là bắt đầu vô thành phố Long Xuyên, rẽ phải là đi Chi Tôn, Chi Tôn, Tịnh Biên rồi các bạn, Kiên Giang. Thì bắt đầu vô cái thành phố Long Xuyên thì nó cũng còn là cái đường quốc lộ 91, nó chạy thẳng về tới
thành phố Cần Thơ, nhưng mà mình đi hết tới ngã ba Lò Đẻ Thốt Nốt á, mình sẽ rẽ về cái quốc lộ 80 để mình qua cầu Vàm Cống về Sài Gòn. Ở đây nó có hai cái ngã ba Lò Đẻ các bạn, vừa qua cái ngã ba Lò Đẻ đó là ngã ba Lò Đẻ Chí Tôn, chạy hết cái trục đường gần đạo này qua thành phố Long Xuyên mình sẽ tới cái ngã ba Lò Đẻ là ngã ba Lò Đẻ Thốt Nốt đó, có hai cái ngã ba. Thì cái đường này nó chỉ có một lane hỗn hợp là xe ô tô xe máy chạy chung, thì mình thường cái đường này xe nó nối đuôi nó chạy nó cũng có tốc độ nó quá cao, mà xe ngược chiều thì rất là nhiều, mình muốn vượt cái xe phía trước á thì mình phải đi cái lên trong mình vượt các bạn, tại vì cái dòng đường xe nó nối đuôi nhau chạy á, cùng một cái tốc độ nó chạy rất là chậm, nó không có nhanh. Mà cái người tài xế lúc nào cũng vậy, khi mà đi những cái lên tổng hợp này thì họ thường chạy là sát cái tim đường mấy bên ngoài đó, để họ nhường cái dòng xe máy chạy. Xe máy thì thường là cặp bên phải chạy là vượt bên phải thì nó cũng rất là an toàn, vì cái dòng xe ngược chiều nó về rất là nhiều, mà lúc nào cái dòng xe hai bên ngược chiều nhau á họ cũng đều chạy sát trên đường đó các bạn để ý các bạn thấy, mình là tài xế mình chạy mình biết lúc nào là cái đường một lên không hợp á cũng phải chạy lắng lên một tí, cặp sát trên đường chạy để nhường cho dòng xe Honda ta đi. Khi mà mình đi Honda cũng vậy các bạn, mình cứ luồn lách mấy trong mình đi thôi. Trường hợp mà hai lane á thì nó khác. Thì khi mà mình đam mê xe, đam mê tốc độ ra cái chuyện vậy, mình đi cũng phải có cái hiểu biết, một cái xử lý cho nó hợp lý, chạy cho nó đúng cách, chạy cho nó an toàn các bạn. Còn chạy ẩu quá thì nó gây nguy hiểm. Một phần nữa là mình đi xe lúc nào cũng vậy, là mình phải nhìn kiến chiếu hậu mình mới chạy được, tại vì mình đi xe hơi quen à, mình nhìn kiến chiếu hậu quen các bạn, khi mình đi xe máy mà không có kiến chiếu hậu là mình khó chạy lắm, mình không có an tâm, mình không có tự tin. Có kiến chiếu hậu là đa số là mình chỉ địa kiến chiếu hậu là mình biết có xe lớn xe nhỏ phía sau, là mình chuyển lên hay là lách ra ngoài mình đi á, nó rất là tự tin. Còn không có là cái ngoái ngoái cái đầu dòm này nó không có chính xác bằng một cơ kiến. Những cái bạn nào mà thích xài kiến độ á, thì chạy thì mình thấy rất là nguy hiểm, không có quan sát được phía sau. Chạy lúc nào tình hình giao thông phía sau mình cũng phải biết được các bạn, xe như thế nào nó mình lách là chuyển lên nó tự tin hơn. Các bạn thấy cái dòng xe nó đi nối đuôi nhau nè, mình cứ cặp lại mấy bên trong rồi mình đi thoải mái. Thì tốc độ những cái dòng xe hơi cuối rồi nó chạy, các bạn thấy nó khoảng chạy từ 40-50 là nó không chạy nhiều được, do cái phương tiện phía trước đó, nó đông. Ở trong mình chỉ nhích nhích lên là mình chạy thoải mái. Thì vô đây bắt đầu nó có hai lane rồi các bạn, thì cái lane trong lên ngoài, thì đúng ra cái lane ngoài là dành cho ô tô, mà lane trong là dành cho xe máy. Thì thường thường các bạn thấy là trên màn hình đó là xe hơi nó chạy ít khi nào nó lắng vô lần trong lắm các bạn, nó nối đuôi nó chạy thôi. Cái làn xe máy thì nó nhỏ hơn cái làn ngoài một tí. Cứ nối đuôi họ chạy xe tải xe hơi xe khách gì như vậy, cứ tà lấy trong mình chạy. Thì xe máy thì có chở chạy được 50-60 chứ xe hơi thì chạy không tới các bạn. Do đó là cái trục đường này là khi mình đi ngang qua đây mà đi bằng xe hơi á, là ngán lắm, cứ tà và chạy. Thank you.
cái hành trình mình đi á, thì có gì mình chia sẻ ở đó, là một cái kiểu đam mê, kiểu ghiền các bạn. Chơi thì quay phim, review gì đó cũng ghiền. Mình đi cái hành trình mình không quay lại là mình chịu không nổi các bạn. Nhiều khi quay về là cũng không có đăng lên rồi bỏ. Quay nhiều quá là bỏ, không có đăng lên. Nhưng mà đi mà không quay là chịu không nổi. Ghiền xe, ghiền chạy xe, ghiền quay phim. Thì mình đi là chiếc Winner này, mình đi tới mũi Cà Mau rồi đi tới Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, còn vào Lũng Cú, điểm Cao Bắc gì điểm cực Bắc rồi đó, cực Bắc cực Nam thì mình đi hết rồi. Nhưng mà cái có một cái con đường mà mình chưa có đi là cái cung đường Trường Sơn Đông đó các bạn. Thì cung đường Trường Sơn Đông nó nằm ở giữa quốc lộ 14 và quốc lộ 1. Nó đi theo cái dãy núi Trường Sơn Đông á. Từ ở đâu mà cái Gia Lai đi qua 7 tỉnh thì nó cái điểm cuối nó là ở Đà Lạt á. Thì cái điểm cuối mình có đi rồi ở Đà Lạt, thì nó cuối cùng nó là ở Hồ Suối Vàng á, du lịch Hồ Suối Vàng đi về nớ được các bạn. Đó là cái điểm cuối của đường Trường Sơn Đông, thì nó chưa có thông hết, nó bị vướng cái hầm gì nó chưa có xong được, là lý do là cái hầm chưa làm xong các bạn, chưa có thông qua được tới Lâm Đồng. Thì mình có dự định là mình sẽ đi một chuyến mà không biết đi hết nổi cái đường Trường Sơn Đông không, vì cái đường nó vắng lắm các bạn, bây giờ đi vô rừng vô núi không à, dân ở thì chưa hết. Thì tới đây mình ấp ủ lâu lắm rồi. Thứ nhất là cái sức khỏe, thứ nhì nữa là cái kinh tế các bạn. Đi cái đường đó là phải mấy triệu đi đủ, bị đi nhiều ngày mình gom góp được mớ cái mình xài hết rồi, cứ gom góp được mớ cái mình xài, chưa có đi được là lý do là kinh phí nó chưa có đủ. Chẳng hạn như mình đi cái tour này thì tốn có mấy trăm ngàn thôi, bình xăng. Đi đổ hai bình xăng thôi các bạn, mà đi chán đi chiều về khoảng 200 ngàn tiền xăng, tiền ăn 100 ngàn nó là 300 ngàn. Còn đi Trường Sơn Đông là ngủ nghỉ rồi kéo dài nên là cầm trong mình bỏ túi phải hơn 10 triệu dắt đi. Còn riêng như cái quốc lộ 14 mình đi nhiều, còn cái đường mòn Hồ Chí Minh mình cũng đã đi xe máy rồi, đi xe ô tô luôn rồi. Quốc lộ 1 thì khỏi nói là các đèo phải dân đèo cả rồi. Nói chung là mình đi rất là nhiều, nhưng mà cái Trường Sơn Đông thì mình chưa được đi, chỉ khám phá được cái đoạn cuối ở Đà Lạt. Còn các đèo mà cỡ như mà Đà Lạt, Lâm Đồng, băng qua băng lại quốc lộ 1, Nha Trang, Phan Thiết rồi mình đi hết rồi các bạn. Từ đèo Con Ó ở Tam Tri, đèo Gia Bắc, đèo Tà Bao, đèo Đại Ninh, đèo Phượng Hoàng, qua Nha Trang thì đèo Khánh Lê, rồi Phan Rang, Phan Rí thì có đèo Sông Pha, rồi về Quảng Ngãi thì từ Kon Tum về Quảng Ngãi cái đèo Viu Lắc mình đi hết rồi. Các con đèo mà băng qua băng lại giữa quốc lộ 14 và Đà Lạt mình đi hầu như là hết luôn. Đại Ninh, Gia Bắc, Phượng Hoàng, đều Phượng Hoàng là lên Băng Ninh Thuật á.
trước mặt mình là cái xe nó chở thuốc đó các bạn. Hai vợ chồng đó là Cần Thơ lấy thuốc chung một lượng của mình đó, một bọc thuốc vậy là một người, cái xe này nó chở dùng cho mấy người đó. Thì mình cũng có một bọc vậy sau lưng đó. Thấy bản số Cần Thơ đó mà không biết là ở huyện nào, không có hỏi. Thì cái ông thầy này ông phát thuốc từ thiện của hội từ thiện An Giang á, thì tứ xứ là về hốt thuốc các bạn, ta đi xe khách xe đò về một ngày ông phát thuốc cho 500-700 người, đông lắm. Thuốc thì ta sấy bằng máy không à, không có sợ ẩm mốc các bạn. Nhiều khi các bạn nói sao mà mình không lấy xe hơi mình đi cho nó khỏe, thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn. Thì xe hơi thì muốn lấy đi thì nó dễ lắm, thì nó ngồi nó chạy thì mới lạnh rồi cũng sướng lắm, nhưng mà chi phí nó cao lắm các bạn. Còn tiền phí mà đi về là hết hơn 200.000 à, vô phí cao tốc Trung Lương Mỹ Luận là một lượt giờ là 100 mấy ngàn, đi về là 200, rồi qua cái trạm Văn Xương nữa là cũng như là tiền phí là 250 rồi. Tiền xăng nữa là đi về cũng khoảng 1 triệu các bạn. Trong khi mình đi xe máy thì nó chỉ có 300.000 thôi. Do đó là mình đi xe máy cho nó thoải mái nè. Mình cũng thích chạy xe máy hơn xe hơi nữa các bạn. Cái gì nó cũng có cái thú hết. Xe hơi thì ngồi nó cũng sướng, rồi ngồi một mình với chiếc xe hơi thì nó cũng buồn lắm các bạn. Một mình chạy xe hơi rồi nó buồn ngủ, chạy xe máy thì nó đỡ hơn. Nhưng mà đi xe máy nó bị nắng mưa nó cực hơn một tí. Rồi mình đi xe hơi á, mình muốn ăn uống mình ghé cái quán ăn rồi cũng khó hơn cái đi xe máy. Do đó là mình hay đi xe máy là như vậy. Đi xe hơi là trường hợp đi gia đình, chở gia đình, con cháu rồi đi du lịch tới đó rồi đi xe hơi. Còn đi phượt là đi xe máy nó mới sướng các bạn. Có đi là có Long Xuyên nãy giờ các bạn thấy chạy miệt mài luôn, chưa được tới trung tâm thành phố nữa. Qua những cái hành trình mình đi mình quay lại mình review cho các bạn xem, thì các bạn nào thích thì xem chơi cho nó vui. Mình cũng chia sẻ chuyện này chuyện nọ, nói chuyện đầu tào lao bên rồi đó, nói riết cũng không biết cái chuyện gì để nói. Thực ra thì mình làm YouTube cũng không phải là chủ yếu để kiếm tiền các bạn, mình đam mê việc làm chơi cho nó vui thôi. Cái tình cờ là mình cái năm 2017 á, mình đi Hà Tĩnh á, bắt đầu chơi cái mạng xã hội là năm 2015 mình chơi Facebook các bạn. Mình hay chia sẻ đăng trên Facebook. Đăng ghế là mình chán cái năm 2017, năm cái đợt mình đi Hà Tĩnh đó. Đợt đó là mình đi bằng xe hơi, xe 4 chỗ.
mình chán quá cái mình qua bên Facebook, mình qua YouTube mình đăng. Mình đăng thấy cũng có vài ba chục người thì quen á, người ta biết mình á, con cháu rồi trong gia đình á nó biết thì nó đăng ký. Đâu được 5-70 người gì đó, cái ông đầu tăng tăng lên vài 300 người. Cái lên được 1.000 người, cái bắt đầu mình thấy cảm thấy nó hứng, nó thích thú rồi các bạn. Bắt đầu mình thường xuyên mình làm thì cái năm 2018 là nó được cho mình bật kiếm tiền. Mấy cái năm đó thì cái chương trình đối tác YouTube thì nó dễ hơn bây giờ. Cái điều lại nó không có khó, chỉ là 1.000 người đăng ký rồi trong một năm nó có 4.000 giờ người xem, được xem đó các bạn, thì nó sẽ cho mình đăng ký là đối tác để kiếm tiền. Nhưng mà thực sự á, cái kênh mà nó không phát triển, cái kênh mình nó phát triển chậm đó các bạn, nó không có phù hợp với những người xem á, được xem nó ít á, cái tiền nó chia quảng cáo trả được bao nhiêu á. Hiện tại giờ một tháng mình được có mấy trăm ngàn à. Thì YouTube là một tháng có mấy trăm ngàn à, không đủ đổ thịt xăng đi một chén nữa. Riêng làm cho nó vui vậy chứ còn nói chuyện những bạn nào mà làm được 100.000 người đăng ký rồi được xem rồi đăng một lúc lên vài 3.000 người xem á thì mới có tiền, còn mười mấy 20.000 là chưa có ăn thua. Qua cái cầu này là tới trung tâm thành phố Long Xuyên các bạn. Đi thường không biết cái cầu này cầu tên gì. Đó, nếu mà mình chạy thẳng vô là trung tâm chợ đó. Trong đó nó bán cục tấm Long Xuyên rồi. Đặc sản cơm tấm Long Xuyên thì mình cũng có clip làm quay chân bạn xem á. Mình thì ít khi nào mình review quán ăn lắm, mình không có chuyên về cái ẩm thực á, mình quay mình không biết nói làm sao, tả làm sao cái cách ăn uống, mình ít có quay. Còn lâu quay clip chơi vậy thôi. Chủ yếu là mình hay quay cái hành trình mình chạy xe các bạn, xe hơi cũng vậy đó. Đi xe hơi cái mình quay cái hành trình chạy xe vậy đó, xe máy cũng vậy, chia sẻ hành trình chạy xe cho nó thỏa mãn cái niềm đam mê của mình thôi. Còn quay cảnh du lịch quay này quay kia mình quay cũng ít. Xe của mình đó là xe Jin, mình mua về để mình đi du lịch, đi phượt chơi, không có độ chế gì hết các bạn. Thành ra do đó mình cũng không có cái gì để quay chia sẻ các bạn nhé. Mình thì xe độ, xe đồ thì mình quay chia sẻ nhiều được, cái xe Jin đâu có cái gì đâu để quay, đâu có gì mà mới, đâu có gì lạ đâu để quay. Lâu lâu quay khoe xe còn mới đẹp vậy thôi. Thiệt, cái xe mình chạy 5-6 năm rồi còn mới tinh đẹp thiệt.
Mình thì cũng có đi chiếc Venza các bạn, cũng Honda 150 á, nhưng mà nó yếu quá. Mình đi có mấy chuyến là mình bỏ. Nó gia tốc, nó vượt xe đồ khó khăn lắm. Nó cái tốc độ luôn đó. Nó cũng 150 mà thật sự nó yếu. Cho chiếc Winner này nó yếu rất là nhiều. Thứ nhất là cái dòng máy của nó là HOMC. Thứ nhì của nó là cái mã lực nó thấp các bạn. Tuy gần 150 nhưng mà mã lực nó có 12 ngựa. Trong khi Winner thì nó hơn 15 ngựa. Thì ngựa là cái sức kéo. Khi mà hồi xưa cái ông mà sản xuất ra cái máy chạy xe đó, thì để thay thế xe ngựa đó thì ta dựa theo cái con ngựa, ta tính toán trên trong một cái máy sức kéo đó các bạn, mấy ngựa vậy đó. Ví dụ giờ cái xe hai ngựa thì cái máy nó hai ngựa, nó tương đương là hai con ngựa nó kéo, nó gọi là mã lực. Thì dòng xe mà 150 thì có thằng Raider tới 19 ngựa đó các bạn. Nó hơn cái Winner là tới 4 con ngựa đó. Còn Sonic thì hình như là được 7 con ngựa. Yamaha thì Accenter thì nó hình như nó cũng, cái mã lực nó cũng hơn cái Winner này tí mà mình không nhớ nó bao nhiêu. Không biết nó 17 ngựa hay như nó 155 là 17 ngựa. Tôi không nhớ rõ. Rồi nói chung là center sức ngựa nó mạnh hơn á. Nhưng mà thấy Winner này là đủ sức để chạy đường trường, chạy đường núi rừng, chạy đường bằng. Nói chung là chạy mọi cung đường, đèo núi gì Winner này cũng đáp ứng rất là tốt. Khi mà chiếc Winner này nó ra mắt lần đầu tiên năm 2016, tháng 6 năm 2016 thì đến tháng 2 năm 2017 mình mới mua. Rồi mình thấy nó phù hợp với cái những người mà thích đi cuộc đi chơi đường trường du lịch bụi bằng xe máy đó. Thấy chiếc Winner này nó đáp ứng đủ, nó vừa có tốc độ mà nó vừa có cái đường trường, cái hậu, mà nó vừa đi đèo núi, vô rừng, vô hẻm rồi nó đi rất là lanh đó các bạn, đường đất đỏ rồi sỏi đá rồi nó chạy rất là tốt luôn, cái gầm nó cao các bạn, độ sáng gầm mà nó cao, chạy đường sỏi đá rồi mình đi nó cũng thoải mái. Giống như là dòng xe hơi SUV là bán tải rồi vậy đó, cái gầm nó cao, chạy nó sướng. Xe mình chạy 40 mấy ngàn km mà cũng còn mượt lắm các bạn. Dạ thấy cũng bình thường như xe mới. Chạy là rất là im, rất là gia tốc, rất là ngon. Chưa có thay thế gì các bạn, Fuji được chưa thay luôn. Thì trên dông dĩa thì có thay lần với cặp lớp, cặp vỏ là thay lần. Mấy bạn mà đi chơi Sài Gòn Đà Lạt có mấy trăm cây đem theo đồ nghề chuyển xe rồi thấy mệt ghê. Mình đi Tây Bắc mình cũng có đem theo cái gì, chủ yếu là đem đồ chơi, quần áo rồi bánh trái rồi bỏ theo ăn uống.
xe mà nó có gì hư đâu đem theo cả đống đồ nghề nữa mà. Có thanh niên này đi chiếc đẹp, cái mâm đẹp quá. Cái xu hướng mà khen chê á, mình thấy là những cái xu hướng chung có những cái bạn này body thấy đẹp không, tướng khá cao to mạm lỡ đi chiếc đẹp nhìn nó xấu, nó không căng xính, nẹt nó lùng mà nó không có, so với winner thì nó không có cao ráo thể thao bằng winner, mà ai cũng khen nẹt thầm phố này kia là khách tính, nẹt này lùng lùng nhỏ to này trời đẹp. Bạn thấy thanh niên đó ngồi đó có sức xe lắm, thanh niên đó mà đi chiếc winner V3 đó đẹp, to nó bự nó cao đẹp, nẹt lùng tịch mà. Ai cũng khen rồi thầm hóng rồi kia rồi, thấy có gì đâu thầm hóng. Center với winner là xe sản xuất dành ra cho phụ nữ chạy mà thầm hóng, đàn ông mà chạy két. Cứ ra cái thầm hóng thể thao, xe phụ nữ chạy mà thầm hóng vậy. Cứ khen chơi theo cái xu hướng. Xưa thì mình không có dám nói, nhưng mà giờ biết rồi, thấy sao nói vậy. Bạn nào fan có xe nào thích muốn tự cũng chửi cũng nói gì đó, chứ mình thấy chiếc Accenter chả gì không. Chẳng qua nó sản xuất năm 2005, nó phát triển tới 2010 tới 2015 thì winner nó Honda nó không có con tay, các bạn quen với cái dòng xe Accenter rồi các bạn thấy nó đẹp, chứ thật ra nó cũng chả có gì đặc biệt. Các dòng xe này là để dành cho nữ chạy hết, kiểu dáng của phụ nữ chả có gì mà thể thao hầm hố. Ví dụ giờ khen đẹp khen thể thao cũng được đi, nhưng mà hầm hố gì phụ nữ đàn bà mình đàn ông kẹt kẹt nó ra cái hầm hố. Winner này nè, mới góc cạnh nè, góc cạnh nhiều hơn nè, phí đồng học nhiều hơn nè, có chính xác là phải khen chơi như vậy. Winner nó ra năm 2016 chơi tới chơi luôn, chơi thầm tại lỗi này lỗi nọ tùm lum, bây giờ chạy thấy sướng. Ở Việt Nam mình đó, trên cái thị trường xe đó, nói về xe hơi đó, thì chỉ có Toyota và chọn đang sâu vào cái kiến thức của người Việt Nam. Nói về xe máy đó, là Honda là chồng ăn vào cái não của người Việt Nam luôn. Cứ đi đâu đi xe cứ nói xe Honda chứ đâu nó xe máy đâu. Trong cái xe Honda nó cũng có xe hơi, xe bốn chỗ. Hồi xưa là đi nó nói là đi xe gì, nó là xe Honda, mặc dù là đang chạy Suzuki vậy đó. Anh đi về bằng gì à? Tôi chạy về bằng xe Honda. Rồi khác thì chữ xe cũng vậy đó. Nó tìm cái xe máy là cứ để các bạn sửa Honda vậy rồi. 90% là các tiệm sửa xe để chữ sửa Honda. Thì bây giờ thì nó ra nhiều cái dòng xe quá thì người ta để là sửa xe tay ga xe này cái nọ. Cái thời của tôi là cái thời trước năm 2000 á, trước năm mà giải phóng nha, rồi tới năm 1985 là bao cấp. Cứ tiệm sửa xe là để sửa Honda, không có để gì vậy. Bây giờ nó thay đổi thì xe phát triển xe tay ga cho nhiều thì có nhiều tiệm nó để là chuyên sửa xe tay ga này nọ, nó thay đổi được thôi. Nhưng mà đa số là cái chữ Honda nó cũng vẫn còn ăn sâu vào cái
não của người Việt Nam, nhất là cái người dân ở phía Nam. Thị trường Honda là chiếm 70%, còn 30% là chia đều cho các hãng. Thì các bạn cứ nghĩ đi, đâu phải tự nhiên mà Honda nó làm được cái chuyện đó. Hành trình dài quá, nói chuyện tào lao mà Minh, bạn nào thích nghe thì nghe, thích chửi thì chửi. Nếu về so về tiết kiệm nhiên liệu, Honda nó chùm Yamaha, không có dòng xe nào mà tiết kiệm bằng dòng xe của hãng Honda, từ tay ga cho tới xe số. Lúc nào là hãng Yamaha nó cũng theo hả, từ Vision tới vô nó Accenter, Jupiter vậy đó, không có thằng nào mà không hao xăng. Đặc biệt là Nuvo xe tay ga đó, có tiền mà đổ xăng luôn các bạn. Trạm thu phí là nó bỏ rồi. Honda là cứ đổ xăng thay nhớt rồi chạy thôi. Chạy tới ngã ba lộ Tẻ Thốt Nốt các bạn. Hãy là lộ Tẻ Chi Tôn, đây là lộ Tẻ Thốt Nốt. Có cái bản kính chào quý khách nè, quý Thốt Nốt về thuộc về Cần Thơ rồi nha các bạn, qua Hậu Giang rồi. Tới đây hành trình mình cũng tạm dừng ở đây các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Chào tất cả các bạn nha.